Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung.vn. Và hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong bài một số câu khẩu ngữ tiếng Trung dùng trong nhà hàng. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu những câu khẩu ngữ này nhé. Nín hảo, nín hảo, nín hảo, chào anh, chào chị. Zài jiàn, huan yín xiā cì zài lái. Zài jiàn, huan yín xiā cì zài lái. Zài jiàn, tạm biệt. Hoan nghênh xa xứ zài lái, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Man zǒu, càn xiè nín de guang lín. Man zǒu, càn xiè nín de guang lín. Man zǒu là ông đi cẩn thận, đi từ từ. Càn xiè nín de guang lín, cảm ơn đã ghé thăm. Man zǒu, càn xiè nín de guang lín. Qǐng shāo dèng, qǐng shāo dèng, qǐng shāo dèng, qǐng shāo dèng. Xin chờ một chút. Qǐng yuán liàng, qǐng yuán liàng. Xin yuán liàng, xin yuán liàng, xin lượng thứ. Đối bù chì, ràng nín jiǔ dèng lè. Đối bù chì, ràng nín jiǔ dèng lè. Đối bù chì, xin lỗi, xin thứ lỗi. Ràng nín jiǔ dèng lè, đã để anh phải chờ lâu rồi. Qǐng wèn, nín you jǐ wèi. Qǐng wèn, nín you jǐ wèi. Qǐng wèn, xin hỏi, nín you jǐ wèi. Các anh đi mấy người? Qǐng zhè biān zǒu. Qǐng zhè biān zǒu, qǐng zhè biān zǒu, xin mời đi lối này. Qǐng wèn nín guì xìng, qǐng wèn nín guì xìng, qǐng wèn nín guì xìng, xin hỏi quý danh của anh chị là gì? Xin hỏi họ của anh chị là gì? Qǐng wèn nín hě shè me chá? Qǐng wèn nín hě shè me chá? Qǐng wèn nín hě shè me chá? Chá có nghĩa là trà. Xin hỏi anh chị muốn uống trà gì? Qǐng wèn nín you yù dìng ma? Qǐng wèn nín you yù dìng ma? Qǐng wèn nín you yù dìng ma? Ở đây yù dìng có nghĩa là đặt trước, dùng cho đặt bàn hoặc là đặt vé máy bay trước hoặc là ở trên mạng đã book trước một cái gì đấy. Xin hỏi anh hoặc là chị có đặt bàn trước không? Nín you zuò zài zhè lǐ, nín kàn zuò zài zhè lǐ kě yǐ ma? Nín kàn zuò zài zhè lǐ kě yǐ ma? Nín kàn, anh xem, zuò zài zhè lǐ kě yǐ ma? Ngồi đây có được không ạ? Nín yào chī shěme? Nín yào chī shěme? Nín yào chī shěme? Anh muốn ăn gì? Nǐ yào diǎn xiě shěme cài? Nǐ yào diǎn xiě shěme cài? Nǐ yào diǎn xiě shěme cài? Nghĩa là anh muốn dùng món gì, anh muốn gọi món gì. Nǐ diǎn guò cài lè ma? Nǐ diǎn guò cài lè ma? Nǐ diǎn guò cài lè ma? Anh đã gọi đồ chưa vậy? Qǐng nǐ tuì jiàn yǐ xiā? À, qǐng nǐ tuì jiàn yī xiě hǎo cài hǎo ma? Qǐng nǐ tuì jiàn yī xiě hǎo cài hǎo ma? Qǐng nǐ tuì jiàn yī xiě hǎo cài hǎo ma? Tuì jiàn là giới thiệu, hǎo cài có nghĩa là một số món ngon. Mà anh có thể giới thiệu một vài món ngon cho tôi được không? Nǐ xǐ huān chī diǎn shě me diǎn xīn? Nǐ xǐ huān chī diǎn shě me diǎn xīn? Nǐ xǐ huān chī diǎn shě me diǎn xīn? Ở đây diǎn xīn có nghĩa là đồ điểm tâm, ví dụ như kẹo, bánh hoặc là kem, đồ tráng miệng. Anh thích ăn đồ điểm tâm gì? Hǎo de, wǒ qù nǎ lái. Hǎo de, wǒ qù nǎ lái. Hǎo de, wǒ qù nǎ lái. Ờ, xin lỗi các bạn, ở đây điển xinh ngoài là đồ tráng miệng ra, đối với đồ Trung Hoa, nhất là đồ Quảng Châu, thì điển xinh là những cái món ví dụ như sủi cảo hoặc là những sủi cảo hấp hay là bánh cuốn. Ở Việt Nam mình sẽ gọi là tỉm xăm nha các bạn ạ. Tiếp theo, hǎo de, wǒ qù nǎ lái. Hǎo de, wǒ qù nǎ lái. Hǎo de, wǒ qù nǎ lái. Vâng, tôi lấy ngay bây giờ đây. Xiān shěng, you shěme xu yào wǒ bāng māng de ma? Xiān shěng, you shěme xu yào wǒ bāng māng de ma? Xiān shěng, you shěme xu yào wǒ bāng māng de ma? Thưa anh, hoặc là thưa chị, à thưa anh, có gì cần tôi giúp không? 我们要赶时间, 我们要赶时间, 我们要赶时间. Chúng tôi đang rất là gấp, đang rất là vội. 我们点的菜, 请快送来, 我们点的菜, 请快送来, 我们点的菜, đồ mà chúng tôi đang gọi, đồ mà chúng tôi đã order thì 请快上来, xin hãy mang ra nhanh nhé.
我就要份牛排，牛排là thịt bò bít tết, tôi chỉ cần một suất bò bít tết mà thôi. 你喜欢的牛排是熟一些还是生的？ Anh thích bít tết chín hay là tái? Ở đây nếu pie chúng ta có thể dùng là ní xì hoan tần nhiều pie chỉ phần xấu, ở đây có nghĩa là chín bao nhiêu phần, chúng ta có thể chín 5 phần, 7 phần. Ní xì hoan tần nhiều pie sư xấu y xế hay sư sân tờ, chúng ta có thể thay bằng ní xì hoan tần nhiều pie sư chỉ phần xấu, cũng dùng từ xấu này. Số từ này có thể đọc là số hoặc là số. Ní xì hoan tần nhiều pie chỉ phần số hoặc là chỉ phần số đều như nhau cả. Hơi y bê dầm yác. Hơi y bê dầm yác. Hơi y bê dầm yác. Uống một ly nhé. Cam bê, cam bê, cam bê, cạn ly. Chúc nhì健康. Chúc nhì健康. Chúc nhì健康. Chúc nhì健康. Chúc anh mạnh khỏe. Chỉnh kế hòa y tử. Xin lỗi tất cả các bạn, ở đây không phải là y chống mà là y bẩn, có nghĩa là một quyển. Chỉnh kế hòa y bẩn chai tan hào ma. Chỉnh kế hòa y bẩn chai tan hào ma. Hoặc là chỉnh kế hòa chai tan hào ma cũng được, cũng có nghĩa là hãy đưa tôi thực đơn, hãy đưa tôi quyển thực đơn. Xiên sinh, chai tan chiêu zai zhe. Xiên sinh, chai tan chiêu zai zhe. Xiên sinh, chai tan chiêu zai zhe. Thưa anh, thực đơn ở đây ạ. Tha de wei dao hen hao. Tha de wei dao hen hao. Tha de wei dao hen hao. Vị này có món rất là ngon, vị này rất là ổn. Món ăn này rất là ổn. Chai thai xiên le. Chai thai xiên le. Chai thai xiên le. Đồ ăn mặn quá. Xiên có nghĩa là mặn. 我口渴了，tôi khát nước rồi. Chỉnh kế hòa y bê lấn sợi. Chỉnh kế hòa y bê lấn sợi. Chỉnh kế hòa y bê lấn sợi. Xin cho tôi một cốc nước mát. Nì yào hơ tiền sầm. 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 Anh muốn uống chút gì không ạ? 我想要柠檬茶。我想要柠檬茶。我想要柠檬茶。柠檬茶có nghĩa là trà chanh. Tôi muốn một cốc trà chanh. 你还要吃别的东西吗？你还要吃别的东西吗？ Nì hái yào chư bía tờ tông xi ma. Chư là ăn, bía tờ tông xi, đồ khác. Cậu có muốn ăn thêm đồ khác không? 不用,谢谢,我已经吃饱了。不用,谢谢,我已经吃饱了。不用,谢谢, cảm ơn, không cần đâu. 我已经吃饱了, tôi đã ăn no rồi. 请再给我一些面包。请再给我一些面包。请再给我一些面包。Xin hãy cho tôi thêm chút bánh mì nữa. 你喜欢什么?随便吃。你喜欢什么? Sui bian chi, ni xi hoan shenme, anh thích ăn gì thì sui bian chi thì cứ ăn thoải mái nhé. Qing ba yan he hu jiao ti gei wo, qing ba yan he hu jiao ti gei wo, qing ba yan he hu jiao ti gei wo. Yan là muối, hu jiao hạt tiêu, ti ở đây là động từ đưa cho tôi, xin hãy đưa cho tôi, đưa cho tôi lọ muối và hạt tiêu. 先生,您的菜已经上齐了。先生,您的菜已经上齐了。先生,您的菜已经上齐了。Thưa anh, đồ ăn của anh đã mang ra đủ rồi. 上齐了 có nghĩa là mang đủ ra rồi. 还要点水果和甜品吗? 还要点水果和甜品吗？还要点水果和甜品吗？ Ở đây, tiền ở đây là động tác, ở đây là tiền là động từ của chọn
hoặc là gọi thêm水果, hoa quả,甜品 là đồ ăn ngọt, đồ tráng miệng. Cậu có muốn ăn chút hoa quả hay đồ tráng miệng gì không? Chỉnh khoai phú ủ, chỉnh khoai phú ủ, chỉnh khoai phú ủ, xin hãy mau đến phục vụ. Chính bà trang tan kế ủa, 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 xin hãy đưa cho tôi hóa đơn. Trang tan là hóa đơn. Chơ chiêu sử, chỉnh tao quê thái phu trang. Chơ chiêu sử, chỉnh tao quê thái phu trang. Chơ chiêu sử, chỉnh tao quê thái phu trang. Quê thái là quầy thanh toán để. Phụ trợ có nghĩa là trả tiền thanh toán. Xin mời tới quầy thanh toán. 我们各付各的, 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 chúng ta ai trả của người đấy. 不,这次我请客. 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 Không, lần này tôi mời. 请问需要加冰块吗? 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 请问 xin hỏi 需要 là có cần thiết, 加冰块 là thêm đá không? 请问需要冷饮还是热饮? 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 Xin hỏi đồ uống thì cần lạnh hay là cần nóng? 请用茶,请用茶,请用茶,请用茶, mời dùng trà. 请用香巾,请用香巾,请用香巾, mời dùng khăn ướt. 祝您午餐愉快,祝您午餐愉快, chúc anh có một bữa trưa vui vẻ, hoặc là 祝您晚餐愉快,祝您晚餐愉快, chúc anh có một bữa tối vui vẻ. 对不起,我能把这个盘子撤走吗? 对不起,我能把这个盘子撤走吗? 对不起, xin thứ lỗi. 我能, tôi có thể, 把这个盘子, 盘子 có nghĩa là cái đĩa. 撤, có đây là động từ của dọn dẹp, dọn đi. Tôi xin lỗi, tôi có thể dọn cái đĩa đi, dọn cái đĩa này đi được không? 对不起,我能把这个盘子撤走吗? 您先来杯啤酒好吗? 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 Xin hỏi anh có muốn dùng một cốc bia chứ không? Không phải là cho tôi một cốc bia trước được không? 先生,您喜欢用筷子还是刀叉? 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 Xin lỗi, ông muốn dùng đũa hay là dùng dao dĩa? 筷子 là đũa, 刀叉 là dao dĩa. 请问卫生间在哪里? 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 Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? 服务员,我想买单. 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 Phục vụ, hoặc là xin thử lỗi, tôi muốn thanh toán. 买单 có nghĩa là thanh toán. 一共是128元. 请问您付现金还是信用卡? 一共是128元. 请问您付现金还是信用卡? 一共总共128 tệ. 请问 xin hỏi, 付现金 là trả bằng tiền mặt, 信用卡 hay là quẹt thẻ tín dụng? Xin hỏi anh sẽ trả bằng tiền mặt hay là bằng thẻ? 我们这不收小费,但是我仍很感谢您。我们这不收小费,但是我仍很感谢您。 我们这, chỗ này của chúng tôi thì 不收小费, không nhận tiền hoa, không nhận tiền hoa hồng. 但是, nhưng mà tôi, 我仍很感谢您, nhưng tôi vẫn rất là cảm ơn ngài. 请稍等,我马上来收拾。 请稍等,我马上来收拾.
Chỉnh sau tẩn, xin chờ một chút, ủa mà sang lái xấu xứ, tôi lập tức tới dọn dẹp ngay đây. Xie xie nín thí chú đa bảo quê y chien, xie xie nín thí chú đa bảo quê y chien, xie xie nín cảm ơn ngài vì đã thí chú đã đưa ra bảo quê y chien, ý kiến quý báu này. Xie xie nín thí chú đa bảo quê y chien. 这瓶酒多少钱? 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 在酒奶 thì bao nhiêu tiền? 不要了,谢谢. 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 Không cần nữa, cảm ơn. 对不起,请再重复一遍. 对不起,请再重复一遍. 对不起, xin lỗi, xin thứ lỗi, 请再重复一遍, xin ông nói lại lần nữa. 请结账, 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 xin mời thanh toán, mời thanh toán. 可以在这付账吗? 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 Có thể thanh toán ở đây ngay được, có thể thanh toán ở đây được không? 你要打包带回家吗? 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 打包 có nghĩa là gói lại, để tay hồi cha để mang về. Anh có muốn gói đồ thừa để mang về không? Bài học ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook lẫn kênh YouTube Học tiếng Trung với thầy Phạm Dương Châu nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Chào tạm biệt.